Chào mọi người nhá. Hôm qua mình có nhận một gói hàng như này mọi người ạ. Facebook là Tommy Ngố mọi người nhá. Lỗi này khá buồn cười, mình sẽ chia sẻ cái đoạn chat của bạn ấy với mình cho mọi người xem nhá. Bạn ấy đăng trên hội hội VGA rẻ toàn quốc gì ấy. Hội VGA tại khái là một hội liên quan đến chuyên mua bán VGA. Thì mình có vào mình comment và bạn ấy chọn mình là người sửa đấy bạn ấy. Thì mọi người chờ một chút để mình mở máy á. Đây, để mình mở lại tin nhắn của bạn ấy cho mọi người xem. Và mình sẽ chia sẻ cho mọi người tại sao bạn ấy lại gặp cái lỗi này nhá. Con này đang bị lỗi gần giống như ở giác hình mọi người ạ. Đây tôm mì ngố này. Đây cả của bạn ấy hiện đang bị như này mọi người nhá. Nguyên nhân đấy là do bạn tháo ra bạn ấy vệ sinh cạc. Để mình xem lại nhá. Còn cái ảnh lúc ban đầu không? Đây mọi người ạ. Bạn tháo ra bạn vệ sinh cạc, sau đấy bạn tiếc cái tem voi mọi người ạ. Thế bạn dùng kìm mặn cho bạn. Thế là dùng kìm mặn bạn thì bạn đấy mọi người này. Bạn kìm nó lia đúng một đường tròn này. Và mình đoán cái mạch ở đây đang bị đứt mọi người nhá. Hiện tại là vẫn trên hình. Và thôi mình, mọi người biết cái lỗi như vậy rồi thì mình sẽ không cắm vào máy mình cắt nữa. Mình sẽ kiểm tra cái đoạn mạch đấy, nếu đứt thì mình nối lại cho bạn ấy thôi. Thì lỗi mạch thì nó cũng không phải là công việc khó khăn gì cả. Trường hợp lỗi thì mình sẽ tiếp tục sửa cho bạn ấy. Còn nếu mà nó chỉ đứt mạch và lỗi lại thì chi phí của bạn ấy là 100k. Mình đã báo rồi. Để mình tháo ra nhá, nhìn có vẻ là cũng khó tháo đấy. Mình đã tháo ra nhá, bạn ấy gói cũng sơ sài thôi mọi người ạ. Một chiếc PCL RX 570. Như vậy là không phải đơn giản, nó chỉ bị đứt mạch cho mọi người ạ. Nó mất hai con tụ ở đây nữa này mọi người này. Mình gọi một chút. Đây bây giờ mình sẽ xử lý cái vị trí này nhá. Sẽ lau đi, sau đó là cạo mạch ra, xem có đứt mạch thì mình sẽ lối lại cho khách mọi người nhá. Đây nha mọi người nhá. Đấy, mọi người nhìn thấy đứt mạch chưa? Mình sẽ lối lại hai đoạn mạch đấy. Khả năng cao là sẽ ok. Hai con tụ này cho kiểm tra, tụ dập mát thì có thể bỏ được, nhưng mà tụ tín hiệu thì phải lối lại mọi người nhá. Thay tụ khác nhá. Thêm hai con tụ ấy mọi người này và lối hai đường mạch. Có lẽ là sẽ đan luôn đấy. Thử xem lên hình chưa mọi người nhá. Con này có một BVI không mọi người ạ. Hàng cày coi. Mình đoán vậy. Đôi khi người ta cũng sẽ mua cái hàng này về để chơi game. Nhưng mà con này cày coi chắc luôn mọi người nhìn này. Tản nó mốc cái này cơ mà. Mình thường mua về chơi game người ta sẽ mua bản full. Ít khi là mua cái bản một cổng DVI lắm. Mình kích nguồn nhá. Chưa bật nguồn rồi, bật rồi mà. Không kích được nguồn này mọi người này. À mình gắn không chặt. Có phải không nhỉ? Kích nguồn này. Quạt quay này là nhận cạc rồi đấy. Nhận chưa? Lên chưa? Lên đẹp nha mọi người nhá. Và không bị sọc nữa. Ok, thôi mình sẽ test cả benchmark các thứ cho nó ok hẳn mọi người nhé. Cắm vào cây xem thử xem nhiệt độ rất thế nào. Nếu mà nóng quá thì ông cha lại keo cho khách luôn. Giờ cái là dòng ngoài ok hơn. Dòng mới đi là ở phần tản nhiệt, không thấy con nào bị lỗi tản nhiệt cả. Mình gắn cạc nhá. Gắn cạc ok này. Cấp nguồn phụ này. Bật nguồn này mọi người này. Gắn cổng DVI này. Cái màn này của mình thi thoảng do nó bị nháy, lý do là nó già quá. Những cái bụi bặm nó ở kép vào những cái panel mọi người ạ. Dẫn đến là nó bị nháy.
mình cứ động vào bàn này, gõ vào bàn này, màn lại nháy nháy. Để lâu thì không tốt đâu mọi người ạ, để lâu thì đấy nhận cạc luôn này. Để lâu thì cái bụi đấy nó có thể sinh ra ẩm mốc dẫn điện và sẽ kẻ nhiều hơn đấy mọi người nhá. Mình lười, thứ hai là mình còn một con dự phòng ở trên kia nữa, thế nên là mình lười, mình trả động vào màn, mình mở ra. Benchmark nha mọi người nhá. Tách đây. Con này 8GB mọi người ạ, không phải 4GB đâu. Con này cao ghê, 8GB VRAM Micron cho mọi người nhá. Mình cứ tưởng 4GB cơ. Rồi, mình test xem ok không nhá. 4GB à 8GB thì cứ chơi 8K thôi. Cho loát lên full VRAM. Xem thử xem có kiếm được 100k tiền lối mạch không mọi người nhá. Như vậy sáng tới giờ là mình đã sửa được hai chiếc RX. Hôm qua thì sửa được một chiếc RX 8GB. Nhưng mà thôi chắc chả lấy công nữa mọi người ạ. Con này nóng rồi mọi người này. Con này mình thấy vừa loát đã 7 mấy độ rồi. Con này nóng ghê. Fan quay có nhanh không? Fan quay nhanh mọi người ạ. Sờ vào pẹt phát luôn. Nóng, con này như vậy là nóng. 83 độ rồi mọi người kìa. Dòng RX mà 5 mình vừa ở đây 570 đây. 570 này mà nóng như thế này là 570 thì làm sao mà nóng này nhỉ mọi người nhỉ? 580 thì mới nóng chứ. Thôi tí á, mình cứ tra lại keo cho khách đi. À mà hình như khách tự vệ sinh, tự tra keo á mọi người ạ. Khách tự vệ sinh mà. Nhưng mà sợ rách em voi nên là dùng kìm. Thế là mới bị dẫn đến tình trạng bị như vậy đấy. Hơ len cho khách. Lại mất công gửi cho mình sửa. Bây giờ mình tạo đơn gửi lại sớm cho khách. Để ngày mai chắc là ship qua lấy hàng thì sẽ có lấy luôn. Chắc là chỉ ngày kia là đến nơi thôi. Thứ hai mình gửi chắc thứ ba sẽ đến nơi, khách sẽ nhận được hàng. Và chiều nay mà ok thì chắc là mình tạo luôn, tạo đơn luôn. Mình tưởng là nó nóng quá nhưng mà nó không nóng nhiều đâu mọi người ạ. 83 độ thôi. 83 độ thì thôi cũng ok. Tức tầm 77, 78 độ. Dòng này thì là ổn. 83 độ hơi nóng. Thôi chờ khách tự tra keo rồi mọi người ạ. Chắc mình sẽ xiết lại mấy con ốc thôi, chứ cũng không làm gì nhiều. Rồi sẽ gửi lại cho khách. Như vậy là test này là cũng 99% là ok rồi. Nó chỉ phải đứt mạch thôi mà. Đứt mạch thì lối lại mạch thôi là ok. Cũng không thấy nhiễu màn hay nháy màn gì cả. Nhưng mà mình gõ gõ màn hình khả năng bị nháy. Mình gõ gõ ở đấy. Màn hình của mình giờ nó đang trong trạng thái tiền mãn kinh như mọi người ạ. Thôi mình kết thúc video tại đây nhá. Với những lối mạch thành công một chiếc RX 570 8GB. Với cái lỗi của nó là cách tự vệ sinh. Và video này mình sẽ ghi lưu ý khi vệ sinh VGA mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Chúc mọi người một ngày vui. Chào tất cả mọi người.